Nhất tâm đến lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả, thân chứng.
Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu sanh. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thần tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo, và cảm ơn Không Lan Hoa Nguyệt đã trao quyền được tín hiệu. Kính mặt chư tôn đức, kính đại chúng, bài học hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma bài 41 nhóm thuộc tánh không phần và nghi phần sẽ được thượng tọa Giác Đẳng giảng giải. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, lễ chư thiên văn thiện tử Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Thuộc tánh bất thiện, trong đó có những thuộc tánh như tham sân si, thì chúng ta thấy đó là những cái thuộc tánh nó có tính quan trọng. Nhưng mà rồi theo trong tánh pháp thì có những thuộc tánh chúng ta cảm thấy dường như đó là cái chuyện rất bình thường, chẳng hạn như cái sự giả dự hay là buồn ngủ. Tức là cái thuộc tánh hung trầm thủy biên, hoặc là hoài nghi, cái sự ngờ vực. Nhưng thực ra thì ba cái thuộc tánh còn lại trong 14 cái thuộc tánh bất thiện, ba thuộc tánh này nó rất ư là khó chịu và nguy hiểm, bởi vì nó ngăn ngại thiền định. Cho nên khi mà chúng ta học, chúng ta chú ý trong thưởng thức thì người ta xem như một cái cơ thể gọi làm việc quá sức, không có nghỉ ngơi đủ, thì tất nhiên cái cơ thể nó sẽ làm cho mệt mỏi để mà nghỉ ngơi. Đó là cái đồng hồ sinh học tự nhiên. Nhưng mà theo trong Phật học thì không phải tự nhiên chút nào hết. Hôm nay chúng ta sẽ học ba cái thuộc tánh còn lại là hơi ngôn phần và hoài nghi, cũng là ba trong 10 cái thuộc tánh bất thiện biến hành. Vì không phải bất cứ tâm bất thiện nào cũng có hung phần, mà cũng không phải bất cứ tâm bất thiện nào cũng có hoài nghi.
Hoài nghi và hôn phần nó chỉ có phối hợp với một số tâm bất thiện mà thôi. Chúng ta sẽ được nghe bài học hôm nay do Thượng Tọa Giác Đẳng, vị giảng sư của môn Thắng Pháp ở tâm mắt giảng giải. Và bây giờ thì kính mời cô Diệp Quỳnh đọc cho bài học, sau đó xin Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa thủ thành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Tề Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng cho Nhật Bình được tín hiệu. Dạ, con xin đọc phần chánh kinh. Giả trình Thắng Pháp Abhidhamma bài 41, nhóm thuộc tánh hung phần và nghi phần. Nhóm thuộc tánh hung phần có hai, hung trầm và thủy miên. Nhóm nghi phần chỉ có một là hoài nghi. Nếu chỉ có một thì không nên gọi là nhóm. Nhưng vì đã có bốn nhóm trên và thuộc tánh hoài nghi nằm riêng lẻ một mình nên tạm gọi là nghi phần. Thuộc tánh hôn trầm thí ná là thuộc tánh thủy miên mít thá. Hai thuộc tánh này là trạng thái khiến tâm thụ động, quể oải, trùng xuống, không mấy nhạy. Cả hai luôn đi chung. Hôn trầm làm trì tuệ thức uẩn, thủy miên làm trì tuệ thọ, thọ uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Nói cách khác, hôn trầm chi phối tâm, còn thủy miên chi phối các thuộc tánh. Thể hiện rõ nhất của hôn trầm là thủy miên là sự buồn ngủ giả dời, giả dưỡi. Chính vì điểm này đôi khi có sự lầm lẫn cho là hung trầm là sự giả dưỡi của tâm, còn thủy miên là sự vẻ vãi của thân. Theo Thắng Pháp thì cả hai thuộc tánh hung trầm và thủy miên đều chi phối danh pháp, tâm và thuộc tánh. Sự ngủ nghỉ của chư vị A-la-hán là do nhu cầu của thân, thậm chí sự mệt mỏi, nhưng không có hung trầm, thủy miên thuộc tánh nghi hoặc. Vichikicca, nghi hoặc là sự lưỡng lự phân vân, thiếu quyết đoán. Đây không phải là sự cố gắng lựa chọn giữa hai điều khó lựa chọn, mà là trạng thái trù trừ. Thí dụ, một người có thói quen lưỡng lự khi nhìn vào thực đơn có nhiều món mà mình không hiểu ngon dở thế nào, thay vì hỏi thăm hay cứ chọn một món nào đó thì cứ phân vân trong thời gian dài. Nói cách khác, nghi hoặc ở đây không phải là sự hoài nghi trước đều nên đặt câu hỏi, mà là thái độ trù trừ không chịu quyết đoán. Nên hiểu ý nghĩa bất thiện ở đây theo cách vĩ mô. Người ta thường quan niệm thiện hay bất thiện khi làm điều gì đó phương hại tới người khác. Đó là cách nói đại loại. Trong cách nói vĩ mô, những gì chỉ đi với tâm bất thiện và thuộc tánh bất thiện thì cái đó thuộc bất thiện. Những thuộc tánh hôn trầm, thủy miên, nghi hoặc hoặc dường như là bản chất tự nhiên vô hại, kỳ thật là những ngăn ngại tâm trí. Những hiện tượng như thụ động, nhí nhác, thiếu quyết đoán để hành động đều do những thuộc tánh này. Càng tu tập định vững thì càng phải đương đầu với sự chi phối của hôn thị và nghi hoặc. Tốt xấu có khi do làm, có khi do không làm. Một quan niệm khác rất phổ thông là tốt xấu là do làm cái gì đó. Còn nếu không làm không có quả lành, quả khổ chứ không có gì đáng nói. Thực tế thì ngay trong cuộc sống có những cái thụ động không làm gì tạo nên hệ quả nghiêm trọng. Ví dụ người lính gác lơ là với sự canh gác, hai con không quan tâm tới cha mẹ già yếu, hôn trầm, thủy miên, nghi hoặc là những ngăn ngại lớn đối với sự sống tích cực. Có những thứ thoạt nhìn rất nhẹ nhưng ảnh hưởng tai hại.
Trong cách nói vĩ mô như thuộc tánh trong một sát na tâm thì có thể không quá lớn để nhận hay tạo nên hệ quả nghiêm trọng. Thế nhưng khi những thuộc tánh trở nên nổi trội như biến thành chi thiền hay truyền cái thiện thì là chuyện lớn. Cũng như sự lười biếng sau một tuần làm việc không phải là chuyện phải nói nhiều, nhưng khi lười biếng trở thành bản chất cố hữu thì là vấn đề lớn. Ngữ và nghĩa, hoài nghi và nghi hoặc có thể đồng nghĩa trong từ vựng Phật học. Thế nhưng trong cách dùng ngày nay, hoài nghi có thể mang cả hai ý nghĩa tích cực và tiêu cực. Nếu hoài nghi là không cả tin, biết đặt câu hỏi trước những điều không rõ ràng thì đó là tích cực. Thứ hoài nghi này là trong những nền tảng của khoa học. Còn hoài nghi là một thức thói quen hay chủ nghĩa là cái gì luôn luôn làm nền tảng của bài xích như không tin trời, không tin đất thì là tiêu cực. Chính vì vậy, chữ nghi hoặc được lựa chọn ở đây là sáng tỏ hơn. Nên cẩn thận, hôn trầm, thị miên là yếu tố tâm lý thường ảnh hưởng rõ tới thân thể. Thế nhưng vẫn thuộc danh pháp. Sự mệt mỏi cần nghỉ ngơi của thân không nhất thiết là hôn trầm, thị miên. Đối với người bình thường thì sự phân biệt đó không quan trọng. Nhưng với những người thì đi ngủ với sự giả dự rất khác với cách đi ngủ với chánh niệm sắc bén. Vân vân, minh họa xin vào link của lớp học Buddha Dhamma để có thể thấy được bài cái link ngày hôm nay. Điều đã nói và sách nói. Dạ, cảm ơn đại gia Nguyệt cho link bài học. Dạ, kính mời đạo tràng vào link này sẽ thấy được bài minh họa. Điều đã nói và sách nói, bài học trước là nhóm thuộc sánh, nhục thánh, thuộc tánh sân phần. Bài học tiếp theo sẽ là nhóm thuộc tánh tịnh hảo biến thành phần 1. Dạ, chánh văn đến đây đã kết thúc. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính đảnh lễ thượng tọa tuệ sư, đảnh lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trong 14 thuộc tánh biến hành thì được chia thành 5. Chúng ta tạo gọi là 5 giống. Nhưng mà khi nói đến giống thì ở đó chúng ta thường nghĩ rằng một giống thì phải có nhiều. Như hồi nhỏ chúng tôi học đó thì chia thành 5 giống, đó là giống là si phần, tham phần, sân phần, hôn phần, rồi hoài nghi. Nhưng mà bốn nhóm trên thì gọi là phần, mà thứ năm mà gọi là hoài nghi á, thì thật ra trên phương diện mà liệt kê á, thì nó hơi lỏng chỏng. Thật ra chúng tôi gọi cái thứ năm là sân phần. Phần nghĩa là ở trong đó nó thuộc về sân, ý nó thuộc về nghi, mà chúng ta không tạo gọi là nhóm tại vì chia tâm rồi. Nhưng mà chủ nhiên chúng tôi đã nói thành phần trong nghi phần chỉ có một thôi, gọi là nhóm thì nghe rất là kỳ. Dù sao đi nữa thì hôm nay chúng ta sẽ vào hai nhóm sau cùng của năm nhóm thuộc tánh bất thiện, đó là nhóm hôn phần và nghi phần. Hôn phần ở đây có hai thuộc tánh là hôn trầm và thủy miên. Gọi tắt là hôn thủy, hôn thủy, nhưng mà gọi cho đủ là hôn trầm và thủy miên. Và thật ra thì không có cái chữ nào ở trong chữ Hán mà gọi là dịch chính xác hai từ này, gọi là trí nát và biết thác theo cái ý nghĩa của thắng pháp hết. Và ngay cả các vị học ở trong kinh tạng đó
Thì đôi khi hai từ này đó thì các vị giảng là hung cầm là giả dười và thị biên là buồn ngủ. Thì thật ra nghe giảng như vậy thì cũng tạm được thôi. Tuy nhiên giảng như vậy thật ra không chính xác. Nhưng mà trước khi đi vào ý nghĩa này, chúng tôi nhờ quý vị khoảng ghi sửa chúng tôi một đoạn này hồi nãy chúng tôi biết sai đó, biết sai chính tả đó. Đó là thị biên hôn cầm ở làm trì trệ thức quẩn, và thị miên làm trì trệ thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn. Hồi nãy chúng tôi ghi là thọ quẩn, hành quẩn, thức quẩn, đó là lỗi chính tả. Nhưng mà quý vị tự quân nghĩ bỏ chữ thức quẩn sau, tức là thị miên làm trì trệ thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, tức là một cái đó làm trì trệ tâm và một cái làm trì trệ các thuộc tánh. Và khi mà chúng ta nói đến tâm á, là chúng ta nói thức quẩn, các thuộc tánh thì chúng ta thọ, tưởng, hành. Thì điểm này nghe cũng hơi lạ đó. Tuy nhiên khi mà chúng ta học về thuộc tánh tinh thảo thì một lần nữa chúng ta sẽ trở lại với tâm và thuộc tánh. Quý vị tạm lấy một cái ví dụ là một cái tâm nó giống như một cái máy chụp hình, và cái tâm điểm chính nó giống như cái ống kính mình nhận cảnh vào, và những cái thuộc tánh á thì giống như những bộ phận khác mà khiến cho cái máy chụp hình nó hoạt động tốt. Thì hôn cầm giống như là một cái gì mà nó che ngăn cái ống kính, khiến cái ống kính không thấy được rõ cảnh, đờ mờ cảnh đi. Và thủy miên á nó giống như những cái bộ phận như là về về canh, về khẩu độ hay là cự ly, mà những cái bộ phận đó nó là việc không có chính xác vậy đó. Thì nói một cách khác là hôn trầm thì nó khiến cho cái khả năng nhận biết của tâm đối trực tiếp đối với cảnh, là biết cảnh đó, nó không được rõ, nó bị mờ, như là chúng ta thấy máy chụp hình mà cái ống kính nó bị cái gì bụi đóng hay là bị dơ đóng, nó bị mờ đi. Và cái thủy miên là cái mà chi phối những thuộc tánh còn lại, như là những cái thuộc tánh của trong. Thật ra chúng ta tạm nói một cách nôm na đó, không phải nói cách nôm na mà chúng ta nói đại loại bên ngoài đó, là hôn trầm là nó làm cho mùi lực trì trệ thụ động đối với thức quẩn, và thủy miên là nó tác động đến thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn. Thì khi mình định nghĩa như vậy theo thắng pháp á, và rồi chúng ta trở lại với kinh tạng đó, thì chúng ta thấy rằng cái định nghĩa thắng pháp đó, nó làm cho hôn trầm và thủy miên rất khác biệt. Trong lúc có cái hiểu bình thường của những người học Phật pháp bên ngoài đó, thì hôn trầm và thủy miên rất giống nhau. Có khi thì định nghĩa là hôn trầm giống như sự uể oải bình thường, và thủy miên giống như buồn ngủ. Và từ uể oải cho đến buồn ngủ á, thì thật ra nó trạng thái nó gần gần giống với nhau. Có khi buồn ngủ có uể oải, có khi buồn ngủ không có uể oải, có khi uể oải có buồn ngủ và uể oải không buồn ngủ. Và chúng tôi nhắc lại rằng hôn trầm và thủy miên ở đây không được hiểu là uể oải và buồn ngủ. Hôn trầm và thủy miên ở đây được hiểu là sự mũi lược thụ động giả dưỡi đối với tâm hay đối với thức quẩn thì gọi là hôn trầm, và đối với thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn là thủy miên. Quý vị về điểm này đó thì nó lại có thêm một vấn đề, mà vấn đề này tuy rằng một chi tiết nhỏ nhưng mà vấn đề này nó lại ảnh rất lớn ở trong nền văn học Phật giáo và giống như kho tàng kinh điển Phật giáo. Nếu vị nào có đọc kinh điển Phật giáo đó thì các vị biết rằng ở tại Tích Lan có một cái giai đoạn vào thế kỷ thứ tư và thứ năm của Tây Lịch đó, thì có hai tác phẩm lớn về thiền học xuất bản. Một tác phẩm
xuất bản trước có tên là Vimutti Magga và tác phẩm sau tên là Visuddhi Magga. Thì cũng là Magga, nhưng mà Vimutti Magga là giải thoát đạo và Visuddhi Magga là thanh tịnh đạo. Ngày hôm nay thưa quý vị, đa số Phật giáo Nam truyền ở Đại Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện thì sử dụng rất nhiều, ảnh hưởng rất nhiều bởi cái nội dung của tác phẩm Visuddhi Magga. Nhưng mà tác phẩm Visuddhi Magga như chìm vào trong quên lãng, không ghi nhận. Và trong thập niên 80 thì có một nhà sư người Tích Lan, vị này là một ở trong những cái vị tăng sĩ rất là hiếm hoi của Phật giáo Tích Lan, là thông thạo Pali và thông thạo chữ Hán. Trường hợp địa hiểm lắm. Thì vị này đã chuyển lại dịch bộ giải thoát đạo Nguyên Bích Chí Mắt Gá từ chữ Hán trở lại tiếng Phạn Pali. Tức là Nguyên Bích Chí Mắt Gá nó không còn là một cái bản gốc nữa, mà lại là một cái bản chuyển dịch ngược lại tiếng Phạn, tiếng Pali từ chữ Hán. Và ở Việt Nam chúng ta đó, thì cái tập giải thoát đạo này đã có được dịch từ chữ Hán sang chữ Việt. Và cái người dịch là Hòa Thượng Như Điển, phương trưởng chùa Viên Giác ở bên Hanover, Đức Quốc. Tự nhiên chúng tôi đang nói về Hung Trầm Thủy Miên thì mà chúng tôi lại nói sang hai tác phẩm để quý vị nghe như lạc đề. Nhưng mà kỳ thật đó là ở trong quyển Vimutti Magga có một vài cái lỗi trong ngôn ngữ của âm nhạc đang bị phô, và do cái lỗi này đó nên Vimutti Magga đã không có tồn tại ở trong nền Phật học của Tích Lan, mặc dù đó là một cái tác phẩm ra đời tại Tích Lan và chứa đựng một cái bố cục rất là quan trọng về thiền học, và sau này bị tác phẩm Vimutti Magga là vượt qua và gần như đẩy Vimutti Magga vào lãng quên, đến nỗi mà không còn tồn tại nữa. Và theo các nhà học Phật thì Ngài Pháp Hiển trên con đường mà đi từ Ấn Độ qua Java, Indonesia đã có ghé Tích Lan, và người ta nghĩ rằng tác phẩm Vimutti Magga đã đi theo đường thủy từ Ấn Độ qua Nam Dương, Nam Dương về Quảng Châu và đã được dịch sang ở tại dịch sang chữ Hán ở tại Trung Hoa. Thì thưa quý vị, một ở trong những cái phô hay một trong những cái lầm lẫn của cái Vimutti Magga, thật ra tác phẩm mà vị biết điều này là một vị tương đối rất thông minh, nhưng mà có một cái điểm mà vị đã nói rằng thủy nguyên, tức là một cái phiền não chi phối thân, chi phối sắc pháp, thì vị này nghĩ rằng hôn trầm đó nó là chi phối tâm và thủy nguyên chi phối thân. Bởi vì sao vậy? Bởi vì trong chữ Hán cái chữ thủy nguyên á nó được định nghĩa là buồn ngủ hay là chìm vào giấc ngủ, và nó là một trạng thái của thân. Ngày nào chúng ta cũng ngủ, và thỉnh thoảng không phải ban đêm mà ban ngày, như ví dụ ăn trưa xong có khi bụng đầy mà chúng ta thói quen ngủ trưa thì tự nhiên muốn chợp mắt một chút, thì cái muốn chợp mắt đó được tác giả của Vimutti Magga gọi đó là thủy miên, là trạng thái buồn ngủ và trạng thái của thân. Thì thưa quý vị, về điểm này đó, tất cả các vị luận, các vị A-sa-lê, những cái vị dạy về áp tâm đều đứng chánh là không. Hôn trầm và thủy miên nó thuần về danh pháp, và cái trạng thái này nó đã tạo nên những hiện tượng mà chúng ta thấy trong cuộc sống, đó là lười biếng, đó là quỷ quải, giả dự. Nhưng mà bảo rằng hôn trầm thuộc về tâm và thủy miên thuộc về thân thì điều đó không có. Mặc dù điều này có ghi trong Vimutti Magga, chúng tôi phải nói rằng chính vì điểm này và một vài điểm khác mà tác phẩm Vimutti Magga đã không
trở thành một tác phẩm tồn tại ở trong một cái nền văn hóa vốn rất là bảo thủ, vốn rất là bảo lưu những cái giá trị truyền thống của Tây Tạng, đến nỗi mà bị thất truyền. Về sau này người ta phải chuyển dịch từ chữ Hán sang trở lại tiếng Pali, thì hiện nay cũng được phổ biến ở tại Thích Lan. Nhưng mà để nghiên cứu tác phẩm này thì ở bệnh viện không bao giờ có được. Dạ quý vị có nghe lại được không vậy? Dạ xin lỗi quý vị nghe lại được không? Dạ. Thưa quý vị, có một vài điều mà chúng ta nên để ý và có thể phân biệt. Ở trong kinh đó, có nói đến khái niệm của một hành giả tu tập. Cái chánh niệm này là cái tác ý. Khi đi ngủ tác ý lúc thức dậy, và khi ăn tác ý tới cái lúc mà kết thúc bữa ăn. Cái tác ý này nghe nó rất là lạ thưa quý vị. Ví dụ như nhiều người buồn ngủ đặt lưng xuống giường, không bao giờ có cái ý nghĩ rằng mình sẽ thức dậy vào mấy giờ. Cái đó gọi là thiếu tác ý lúc thức dậy. Dạ. Còn một người tu thiền đó thì luôn luôn có tác ý lúc thức dậy. Cho để đồng hồ reo là một chuyện, mà nếu không có đồng hồ reo thì luôn luôn nghĩ rằng mình sẽ thức dậy. Dạ. Vào buổi sáng lúc 4 giờ hay 5 giờ gì đó để ngồi thiền, phải có tác ý lúc thức dậy. Hồi chúng tôi ở chùa ngày Ai Thánh Cha đó thì vẫn thường nhắc một điều rằng người ta không có hạn chế cái thực phẩm mà mình ăn, mình muốn lấy bao nhiêu cũng được hết. Nhưng mà điều được dặn rất kỹ là khi mà ngồi xuống, chư tăng thì ngồi xuống với cái bình bát trước mặt, và cái cách sinh hoạt đó là những cái thố cơm và những cái thau thực phẩm được đưa ngang, và lúc đó chúng ta tự múc lấy. Nhưng mà có một sự hướng dẫn, đó là khi múc thì luôn luôn có tác ý là mình ăn tới mức độ nào. Không phải là có đồ cứ múc, múc xong rồi không biết là mình ăn bao nhiêu rồi bỏ thừa bỏ mứa. Cái bỏ thừa bỏ mứa nó là một vấn đề lớn với cái người lấy đồ ăn. Có nhiều người thưa quý vị, khi mà nấu ăn hay chuẩn bị thức ăn ấy, thì chỉ nghĩ đến là làm sao được nhiều món. Nhưng mà với một vị mà ăn trong chánh niệm ấy, thì luôn luôn nghĩ rằng chuẩn bị đến mức độ nào nó vừa. Và khi mà chuẩn bị nó vừa đó, không có làm hay là lấy quá nhiều đồ ăn. Nó giống như ngày nay chúng ta đi ăn buffet đó. Ăn buffet trả bao bụng, thường là có một vài nơi họ có một dán cái thông báo rằng mình ăn bao nhiêu cũng được, nhưng phải ăn hết. Còn nếu mình lấy mà mình bỏ đó, thì có một vài nhà hàng họ áp dụng cái cách là họ bắt chúng ta cân những thứ đó và trả tiền về những thứ đó. Thì cũng tương tự như vậy. Một cái vị mà ăn có chánh niệm, mà ngủ chánh niệm, tức là khi ăn á, lấy thực phẩm không phải là lấy những cái mà mình thích, nhưng mà lấy với cái tác ý, với cái chủ tâm rõ ràng là mình ăn bao nhiêu thì lấy bao nhiêu. Và cái này lâu ngày nó sẽ thành thói quen. Lượng định được là mình sẽ ăn bao nhiêu đó, nghe nó khó nhưng thật sự vậy. Và khi đi ngủ mà tác ý cái lúc thức dậy, giờ mình đặt lưng nằm xuống, ngày hôm nay sẽ thức dậy lúc 7 giờ để thức dậy, mà tự thức dậy mà không cần đồng hồ, thì chuyện đó mới nghe thì giống như hoang đường, nhưng mà thật sự là có và rất là tốt. Yeah. Một người đi hành thiền lâu mà muốn trắc nghiệm cái sự tiến bộ của chúng ta đó, thì cứ coi là mình thức dậy có cần đồng hồ hay không, cần đồng hồ bỏ thức. Một khi
mà mình nghĩ rằng à hôm nay cần thức dậy sớm 3 giờ, thức dậy 3 giờ, 4 giờ, 4 giờ, 1 giờ, 5 giờ, 5 giờ đó, thì tương đối là ngủ có trách nhiệm. Và chúng ta cũng có một cái mà chúng ta nhìn thấy như vậy là đôi khi mình nằm xuống mình ngủ, ngủ trong sự tỉnh táo, ngủ trong sự bén nhạy của chánh niệm. Như trường hợp chúng ta nghe tôn giả Ananda đó, ngài sau khi Đức Thế Tôn viên tịch và trước khi đại hội tam tạng thứ nhất được khai mạc đó, thì ngài cố gắng tinh tấn để khai triển tuệ quán. Ở trong lúc này tu tập đó, thì thưa quý vị, do sự tinh tấn nhiều quá nên ngũ căn nó không có quân bình, và khi cơ thể ngày mệt rồi đó, thì ngài quyết định là đây là lúc cần phải nghỉ ngơi. Thì theo trong những gì được ghi lại đó, ngài ngồi xuống, ngài nghiêng mình định nằm xuống, tức là không còn ngồi mà chưa đến lúc nằm, ở cái thế nghiêng mình. Mặc dù nghiêng mình như vậy nhưng mà chánh niệm vẫn đầy đủ, chánh niệm vẫn đầy đủ đối với thân và đối với tâm. Và do cái nghiêng mình thì lúc đó ngài đang hạ bớt cái sự tinh tấn, hạ bớt cái tấn lực nhiều quá rồi. Thì khi tinh tấn hạ bớt xuống thì đồng lúc là tính tấn niệm định huệ nó đạt ở cái mức độ quân bình, nó không còn bị cái sự vượt trội của tinh tấn chi phối nhiều quá. Cái tinh tấn thì chúng ta gọi là sự cố gắng nhiều quá đó, thì lúc đó ngài chứng quả vị A-la-hán. Thì thưa quý vị, điều đó có nghĩa là ngài chuẩn bị đi nghỉ, nhưng mà đi nghỉ bằng chánh niệm, bằng cái sự bén nhạy sắc sảo của chánh niệm. Cái này là cái rất là khó. Chúng ta để ý là có những người ngủ rất mê và có những người ngủ nhưng mà rất là khẽ thức, rất là tỉnh táo, ngủ không có mê man. Nhưng mà đặc biệt lúc đi ngủ là có đầy đủ cái tác ý chánh niệm. Và khi mà tu tập rồi thì chúng ta sẽ thấy cái sự khác biệt giữa cái ngủ có chánh niệm và cái ngủ không có chánh niệm. Thì những người ngủ có chánh niệm đó thì thường là ít ngủ với hôn trầm và thủy miên. Còn những người ngủ mà không có chánh niệm thì thường là ngủ với hôn trầm và thủy miên nhiều. Thì hôn trầm và thủy miên không phải chỉ tác động đến cái ngủ của chúng ta, mà đã đến cái trạng thái thụ động giả dự trong đời sống hàng ngày. Và nếu khi nó nặng quá đó thì nó còn ảnh hưởng đến cái mà chúng ta gọi là sự biến nhắc. Quý vị thấy trong thuộc tánh đó, ở trong thuộc tánh đó, nó không có cái thuộc tánh làm biến, nó không thuộc tánh làm biến, nhưng mà nó có thuộc tánh hôn trầm và thủy miên. Và hôn trầm thủy miên này cũng tìm thấy trong một khía cạnh là nó có mặt ở trong những cái tâm hướng trợ, như là 4 tâm tham hướng trợ và tâm sân hướng trợ. Hướng trợ tức cái gì cần tác động. Ở đây chúng ta phải nói một điều rằng khi mà hôn trầm thủy miên có mặt thì nó là trạng thái mũi lược giả dười, hoặc giả là có hưng phấn, thiếu sự hưng phấn. Khi nào đó mà chúng ta làm việc gì đó mà cái việc đó nó chúng ta bị cái hôn trầm và thủy miên chi phối đó, thì thưa quý vị, não của chúng ta nó trở nên lừng khừng, nó trở nên không muốn làm gì hết. Thì lúc đó chúng ta phải thấy được rằng mình đang bị hôn trầm và thủy miên chi phối. Nhưng mà chúng tôi nói là một lần nữa là chúng ta không có nên gắn liền cái hôn trầm và thủy miên. Ở đây là một cái nói về thân, cái về tâm, hay là một cái giai đoạn giả dười, rồi một cái nói giai đoạn buồn ngủ. Không phải như vậy. Hôn trầm và thủy miên, hai thuộc tánh này, ở trong thuộc tánh của tâm mà theo thắng pháp đó, thì một cái là mũi lực thức quẩn, tức là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi lưỡi mũi ngửi mùi, chúng ta nói là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và ý thức đó. Nó mùi lực. Và thủy miên đó, thì làm cho những cái thuộc tánh của tâm như là trầm tứ thắng giải cần hỷ dục của những cái pháp đó
nó không có được nó không được ổn, nó không có được suôn sẻ, nó không được trân tru. Và chính vì điểm này nó có một sự khác biệt rất lớn trong cách hiểu thường thức và cách hiểu của chánh đạo. Chúng ta nói sang một cái thuộc tánh cùng của thuộc tánh bất thiện, đó là nghi hoặc. Chỉ nghi hoặc ở đây thì thông thường chúng ta hay nói đến hoài nghi. Tuy nhiên chúng tôi không có tránh dùng một chữ hoài nghi ở đây. Mặc dù trong Phật học thì Phật học Hán Việt cái hoài nghi và nghi hoặc thì nó gần như là đồng nghĩa. Và ở trong Phật học đó thì cái chữ hoài nghi đó không bao giờ mà nó nằm ở trong cái nghĩa tích cực hết. Nhưng mà trong cái ngôn ngữ của thế giới ngày hôm nay đó thì cái sự hoài nghi đó nó đôi khi mang ý nghĩa rất là tích cực. Thí dụ như là ngày xưa chúng ta được nghe rằng với một người mà tin Chúa, tin Thượng Đế đó, thì Thượng Đế sẽ quan phòng cái gì cũng tốt đẹp hết. Nhưng mà rồi một cái người mà theo chúng có cái tinh thần khoa học thì họ nhận thấy rằng có những đất nước, có những nơi mà cái niềm tin của Chúa rất là mãnh liệt. Thí dụ như là dân tộc Philippines là đại đa số cũng tin Chúa và cầu nguyện đi nhà thờ rất thường, nhưng mà họ cũng bị thiên tai. Nếu mà có sự quan phòng của Chúa thì lẽ ra đó thì phải có được một cái đất nước mà ít thiên tai hơn, mà có vẻ như là bình an hơn. Thì ở đây thì họ đặt ra một cái hoài nghi rằng như vậy chưa chắc là cái niềm tin mạnh mẽ ở Thượng Đế đó, mà bảo đảm là con người không bị thiên tai, không bị tai. Thì ở đó người ta tự cho phép có một dấu chấm hỏi. Thậm chí ở trong kinh điển của đạo Phật, khi mà Đức Phật ngài về cái xứ Kalama, thì thưa quý vị, dân chúng Kalama đã đến đảnh lễ Đức Phật và nêu lên một câu rồi. Có nhiều vị Sa môn, Bà la môn, những bậc đại giáo chủ đến đây và nói với chúng con rằng họ là những vị đại giác ngộ, đại giải thoát, là những vị có nhất thiết, có là những vị toàn tri. Như vậy trong số đó chúng con thực sự rất là phân vân, nghi hoặc, nghi ngờ là không biết ai là người nói thật, ai là người không thật. Thì chúng ta lắng nghe ở trong bài kinh Kalama, Đức Phật nói rằng hỡi những người Kalama, các người nghi ngờ là phải, ngờ vực là phải. Ở trong trường hợp đáng nghi ngờ thì phải nghi ngờ thôi. Như vậy thì Đức Phật ngài không có bài xích sự hoài nghi. Bài xích hoài nghi, chữ hoài nghi ở đây là chúng ta nói rằng đó là một đặt câu hỏi trước những điều đáng thắc mắc. Thì cái hỏi đức thắc, những điều đáng thắc mắc đó là một cái cơ sở của khoa học. Đó là một cơ sở của khoa học, chứ nó không phải là điều sống. Nhưng mà không có, không chịu đặt câu hỏi mà bài xích thì đó là vấn đề. Không đặt câu, không chịu tìm hiểu mà bài xích đó, tức là đưa đến một kết luận mà không có cái cơ sở, hoặc giả là không có tìm hiểu mà cả tin, mà tin càng tin bừa, thì cái đó là vấn đề. Thì trong trường hợp đó, sự thắc mắc, sự ngờ vực, nó là được xem là tích cực. Nhưng mà cái nghi hoặc ở tại đây trong Phật học đó là khi mà chúng ta nói về nghi hoặc là sự lưỡng lự, phân vân, trùng trừ. Chúng tôi có quen với những người mà cái tính trù trừ nó là một thói quen. Ví dụ như là mình không biết lựa, mình ngồi trước một cái thực đơn. Ví dụ chúng tôi đi với những vị đó sang bên Phần Lan hay là bên Na Uy, cái tiếng Phần Lan, tiếng Na Uy nó rất là lạ. Mình nhìn vào đó mình không biết là món gì là món gì. Thì đôi khi cứ gõ tới gõ lui, lật tới lật lui mà cả 10 phút, người ta đứng lấy order mà không chịu
mình không biết thì mình hỏi, mình không hỏi được thì mình cứ chỉ đại một cái gì đó, hơn là ngồi là qua là lại hoài, là mất thì giờ mọi người. Có nhiều người quý vị họ không chịu đi tới, không chịu làm một quyết định đi vào trong một cái siêu thị để mua mì gốc, mua oatmeal, và nó có hàng mấy chục cái hiệu khác nhau về mì gốc. Thì bây giờ người ta nói như vậy là hoặc giả là mình lựa chọn theo sự hiểu biết, hoặc giả là do mình đọc. Ví dụ như mì gốc này có bao nhiêu đường, mì gốc này có đậu phộng hay không, mì gốc này có bao nhiêu calorie, nó có hợp với những người kiêng ăn hay không, nó có nhiều chất béo hay không, vân thì cứ đọc. Còn nếu không đọc được thì dựa trên cái sự quen thuộc. Thậm chí có nhiều người nói rằng nếu mà không có bất cứ một cơ sở nào thì mình chọn cái nào nó có cái hộp và cái màu mình thích thì cứ chọn. Còn kiểu mình đi tới đi lui, có tới có lui hoài, không quyết định được, không quyết định được, nhưng mà cũng không chịu tìm hiểu, không chịu có một cái quyết đoán, không chịu quyết đoán thì người đó có vấn đề. Có nhiều người trong cuộc sống đó, họ luôn luôn có vấn đề. Khi mà họ sống đó, thì họ thương, họ không biết tại sao họ thương. Họ lựa chọn, không biết sao họ lựa chọn. Họ ghét, không biết tại sao họ ghét. Mà cuộc sống nó cứ trù trừ, nó không chịu đi đâu hết. Cái đó chúng ta gọi là lưỡng lự, phân vân. Và cái lưỡng lự phân vân đó, nó là một phiền não. Và nó là một ở trong năm triền cái. Cái lưỡng lự phân vân đó, nó khiến cho cái chi tầm và chi tứ nó không có được bén nhạy. Tại vì sao vậy? Con người chúng ta cứ, mình gọi là cứ trù trừ. Cái chữ mà nó không đẹp ở trong dân gian, cái chữ thông tục mà chúng ta nói bên ngoài là trù trừ, nó là cái nghĩa rất là đúng với cái nghĩa của chữ quy chi kích chắc. Dạ, chữ trù trừ. Dạ, chữ trù trừ này không phải là vì mình biết chắc, biết rõ mình mới không trù trừ. Nhưng mà với một người trù trừ á, họ có một cái đặc tính là không chịu tìm hiểu. Dạ, không chịu tìm hiểu. Mà không chịu tìm hiểu rồi, lại có một cái, nó là một cái thói quen á, là cứ cà lơ cà lơ. Cũng là một sinh từ khác bên ngoài là cà lơ cà lơ. Không có quyết đoán, không chịu bắt tay. Đây là vấn đề. Thì thưa quý vị, do vậy ở đây chúng ta dùng cái chữ gọi là nghi hoặc thay vì hoài nghi. Chúng tôi nói lại là ở trong Phật học á, từ ngữ Phật học mà từ xưa, từ thời mà tiền bối như là ngài Quyền Tráng hay là ngài Nghĩa Tịnh, ngài Cứu Ma La Thóc vân vân, các ngài dịch kinh á, thì các ngài dùng cái chữ hoài nghi và nghi hoặc á, thì đồng nghĩa. Cho đến bây giờ thì trong kho tàng Phật cũng vậy. Nhưng mà chúng tôi nói rằng phải cẩn thận. Ở trong cái văn hóa ngày nay của chúng ta đó, cái hoài nghi đó, nó trở thành một cái chữ mà nó mang cả ý nghĩa tích cực và tiêu cực. Dạ. Và đa số những phát kiến khoa học nó đều có cái bắt nguồn từ những câu hỏi. Và câu hỏi tại sao? Tại sao nó như thế này không như thế kia? Nêu lên một thắc mắc, nói lên cái sự mình gọi là đặt lại vấn đề đó. Nó không phải là một phiền não, nó phải là điều bất thiện. Nhưng mà cái thái độ trù trừ, không chịu đặt vấn đề mới là vấn đề. Không chịu đặt vấn đề tức là cái chuyện đó mình cả tin hay là chưa nghe hết đã bác bỏ rồi, thì nó thực sự là có vấn đề. Thưa quý vị, ở đây chúng tôi có một vài cái điểm mà chú thích liên ba cái thuộc tính vừa kể, tức là nằm ở trong hai cái giống hôn phần và nghi phần. Thứ nhất là cái chữ bất thiện của chúng ta nghe nó rất là lớn chuyện. Dạ, bất thiện là xấu, là tội lỗi, vân vân. Nhưng mà con người mình làm việc nhiều quá, mình mệt, buồn ngủ, có chuyện đâu bất thiện. Ở đây chữ bất thiện ở đây có nghĩa là nó làm cho tâm bụi lực, nó làm cho tâm không có bén nhạy, và nó chỉ đi với tâm bất thiện, nó đi với thuộc tánh bất thiện, do đó nó phải là bất thiện. Và
ở đây chỉ bất thiện chưa thể nói cách rất vĩ mô. Dạ, nó không nói ở bên ngoài. Bây giờ có người nào đó như là cha mẹ, thầy tổ hay những người bạn thân của chúng ta mà làm việc cả ngày, ở trong ngày đại lễ sắp đến làm việc cả ngày rồi chiều về buồn ngủ, đi ngủ sớm, người ta ồ như vậy là bất thiện. Thì ở bên ngoài nói như vậy là không đúng. Nhưng mà riêng ở trong Thắng Pháp, ở trong Thắng Pháp, ở trong cái nói phỉ mô đó, thì cái gì làm cho tâm trí, làm cho tâm và các thủ tánh của tâm bị thụ động, bị mê mờ không biết ngại, thì nó phải hiểu là bất thiện. Và bây giờ thì chúng ta có một cái khái niệm khác mà chúng ta phải cẩn trọng là giữa cái làm và cái không làm. Ví dụ như là ngày hôm qua chúng ta có học bài kinh về những gì Đức Phật dạy cho Tôn giả Rahula. Mình làm cái gì mà có hại cho người, hại của mình, hại cả hai, thì cái đó là bất thiện. Thì đôi khi chúng ta nghĩ rằng cái ác xấu, cái bất thiện là nó phải có hành động và phải làm gì đó. Còn không làm gì hết thì bất quá nó không tốt thôi, mà nó cũng không thể có là xấu được. Nhưng mà chúng ta đừng nghĩ như vậy. Dạ, có đôi khi nó không có, không làm gì hết là có vấn đề. Ở đây chúng tôi đưa ra hai cái thí dụ cụ thể trong đời sống. Một cái người có trách nhiệm canh gác, mà họ lồi, họ lo nghe nhạc, ngồi lo ngủ, không canh gác, không có bén nhạy, không có nói chừng chủ quanh, thì cái không làm đó đó nó nguy hại lớn đó. Giặc có thể tấn công, kẻ địch có thể đi vào thành do cái không canh gác của chúng ta. Hay là người ta quan niệm rằng bất hiếu, cha mắng mẹ mới là bất hiếu. Không, có nhiều khi mình không làm gì với cha mẹ hết, và không có chửi mắng cha mẹ, không có xúc phạm đến cha mẹ, nhưng mà rồi cha mẹ già yếu rồi mình cũng làm nơ, mình không làm hết, thì cái không làm đó cũng là vấn đề. Thật ra cái gọi là vấn đề thì nó có làm cái không làm. Thì ở tại đây thưa quý vị, hôn trầm thủy miên và hoài nghi, nó có vẻ như là nó có làm, không có làm gì xấu hết, nó chỉ là trạng thái thụ động, chỉ là trạng thái phân vân. Nhưng mà nó lại là một vấn đề lớn ở trong sự tu tập. Người nào mà đã có tu thiền rồi thì luôn luôn hiểu được cái tác hại của hai thứ này. Thì quý vị biết là khi chúng ta tu thiền, chúng ta phải trải qua một cái giai đoạn gọi là bớt ăn, bớt ngủ. Cái bớt ăn nó sinh ra cái chuyện là chúng ta hay thèm. Và khi mà chúng ta ăn thì ăn rất ngon, và khi chúng ta ăn thì chúng ta thường ăn một cách rất là tham luyến, rất là nhiễm đắm. Và cái bớt ngủ ví dụ như là ở tại các trường thiền thì cái quy luật căn bản là đi ngủ thường là lúc 10 giờ tối, mà thức dậy thì vào lúc 3 giờ hay 3 giờ rưỡi, 3 giờ 3 rưỡi để chuẩn bị rửa mặt xong rồi lên trên chánh điện hay lên trên thiền đường để ngồi thiền. Lúc 4 giờ ngồi thiền hay tụng kinh. Thì thông thường thứ thì cái giờ mà chúng ta ngủ nhiều mà ngủ sai, ngủ sâu, ngủ ngon là khoảng chừng từ 3 giờ sáng cho đến 5-6 giờ sáng. Dạ, mình để ý. Thì với cái kinh nghiệm của các vị thiền sư cho chúng ta đó, thì cái giờ đó là cái giờ nó là cái giờ ngủ trong phiền não. Dạ, nó dễ phát những cái phiền não như là mê ngủ, như là sự ham muốn dục dục, như là một cái trạng thái ngủ mà ngủ trong sự mê đắm. Dạ, như chúng ta nói ham ăn mê ngủ thì đó là mê ngủ. Bởi vì vậy cái nguyên tắc sống ở trong các trường thiền đó là ở trong những nơi hành thiền đó là thường các thiền sinh được hướng dẫn là ngủ sớm 10 giờ nhưng mà lại thức sớm khoảng 3 giờ rưỡi, thường là 3 giờ hay 3 rưỡi thức dậy. Thì ở đây ai mà đã có ở trong trường thiền rồi thì hiểu rằng từ 3 giờ tối cho đến từ 10 giờ tối đến 3 giờ sáng nó không đủ. Và cả ngày mà ngồi thiền nhiều, kinh hành nhiều, thì tất cả hành giả đều phải
đều phải thường lắm, chúng tôi nói không tất cả nhưng mà có thể nói là hầu hết đa số đó, đều bị một cái chướng ngại rất lớn, đó là hôn trầm thủy miên, là nó tạo nên trạng thái thụ động giả dự, không có bén nhạy. Thì chúng ta biết rằng trong chi thiền có một cái trạng thái gọi là tầm vitaka, là sự hướng tâm. Hướng tâm ví dụ như chúng ta ngồi xuống thì chúng ta hướng tâm vào hơi thở. Cái sự hướng tâm mà trong một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở mà được giữ càng lâu á, thì cái sự hướng tâm đó là cái nền tảng của định, tập trung. Nhưng mà không có sự hướng tâm thì thứ gì chúng ta muốn nhìn vào hơi thở thì lại nghĩ đến chuyện ở ngoài sân, nó chỉ đi ngoài vườn, cái tâm chúng ta là lan man, chúng ta không có hướng tâm của chúng ta được. Và chẳng những vậy mà chúng ta còn bị một chi phối khác, khi mà uể oải và buồn ngủ thì cái tâm nó không có bén, không có rõ, và nó không thể hướng tâm vào địa ngục được. Thành ra hôn trầm và thủy miên trở thành một pháp cái, pháp cái hay gọi là triền cái, thường dùng pháp cái, pháp ngăn ngại, ngăn ngại. Mà một chục người đó thì đủ, gần như đủ chục người bình thường trong đời sống thì không buồn ngủ, nhưng vào trong trường thiền đó, là vì một là ngủ ít, ngủ thiếu, thiếu ngủ, và thứ hai nữa đó là không có những cái những cái chuyện mà chúng ta thường làm trong đời sống hàng ngày, như là internet, là báo chí, là trò chuyện vân vân. Thiếu y vật tử mà thiếu ngủ, nhưng mà quý vị có phim coi, coi phim như coi phim bộ chẳng hạn, hay hoặc giả là đi chơi vân vân, thì quý vị cũng cảm thấy rằng cái sự buồn ngủ nó bị, nó được lấn áp đi. Nhưng khi mình hành thiền á, thì ở trong cái sự yên tĩnh, ở trong cái sự nhẹ nhàng, thì lúc đó những cái sự giả dự đó nó hiện về. Ai cũng có nhiều cái kinh nghiệm về điểm này. Chúng ta nhớ rằng lúc mà ở trong trường thiền, đôi khi buồn ngủ nói chuyện với ngài thiền sư, thì ngài kể lại có nhiều cái kinh nghiệm các vị thiền sinh, và họ kể lại mình nghe mình thấy cũng buồn cười. Nhưng mà ví dụ như là do thiếu ngủ, có nhiều người cần ngủ, đặc biệt là những người khỏe, những người trẻ họ rất là cần ngủ, mà ngủ ít lại đó thì họ hay bị ngồi thiền mà ngủ gật, và khi ngủ gật có khi không hay luôn, tức là biên quan không hay luôn, thì họ phải làm một việc, đó là họ để một cái hộp đựng viên quẹt đó, để trên đầu, và khi hộp rớt đầu thì hộp viên quẹt rớt xuống, và do rớt xuống họ tỉnh ngủ. Giả là có một người đó, họ dùng một cái kim nhọn mà để mai bao bố, bởi vì cái kim đó, nó cũng bén nhưng nó hơi to một chút, nó không có quá lớn, và họ cầm bằng hai ngón tay, và khi mà họ lơi ngón tay thì nó đâm xuống bàn tay của họ, họ thức dậy. Và có nhiều vị thì như là ngài Ajahn Pasano có kể chúng tôi nghe kinh nghiệm của ngài, đó là khi mà hành thiền mà buồn ngủ quá, nhưng ngài biết là ngài ngủ trở thành thói quen, thì ngài mới rời khỏi cái khu tí. Khu tí là thiền thiền tất cả. Được thiền tất. Thường thường á, khi hành thiền thì cái thiền tất đó nằm ở trên nơi yên tĩnh, và chung quanh được bao bởi cây. Đa số các chùa xây dựng ở trong rừng chúa. Và khi rời thiền tất á, luôn luôn là có đèn pin hay có đèn, tại vì mình đi ra ngoài đó, rất thường gặp những con như là rắn, rít, bồ cạp. Rắn thì nó nghe tiếng thì nó chạy, nhưng mà nếu mà mình đi mình đạp nó cắn mình, hay là rít, bồ cạp nhiều khi nó đi mình tránh nó thì nó cắn mình được. Nhưng mà lúc người buồn ngủ quá đó thì người đi ra bên ngoài mà không mang theo đèn pin. Không mang theo đèn pin, không mang theo đốt gì hết, đi trong bóng tối và cứ đi theo con đường kinh hành như vậy, thì cái bóng đêm và những cái hiểm họa trước đó làm cho ngài tỉnh này, làm cho ngài tỉnh dậy. Thì một vị đại đệ tử Phật là Tôn Giả Mục Kiền Liên, ngài là một vị mà
đại thần thông chuyên sâu về định lực. Nhưng mà khi mà ngài mới xuất gia, mặc dù là một vị có rất nhiều túc duyên thiền định, mặc dù là vị chứng quả Tu Đạo Quân rồi, nhưng khi hành thiền ngài bị không gặp chi duyên, thì Đức Phật ngài dạy rằng nên dùng những biện pháp như tác ý để ánh sáng chẳng hạn. Có nhiều khi hành thiền buồn ngủ quá đó, thì phải chịu khó đi chỗ nào có ánh sáng nhiều, ánh sáng là chỉ giúp cho bớt buồn ngủ. Hay hoặc giả là có nhiều người hành thiền họ sợ mở mắt ra, nhưng mà đôi khi buồn ngủ quá nên mở mắt ra thay vì nhắm mắt lại hay là đi rửa mặt, hoặc giả là đổi tư thế từ cái tư thế ngồi sang tư thế thì kinh hành. Nó là một cái kinh nghiệm mà đó là một kinh nghiệm mà không có đơn giản. Mỗi người phải vận dụng cái kinh nghiệm cá nhân của mình. Và nếu người nào mà tu thiền mà gặp buồn ngủ mà không đối phó mà cứ ngủ, tức là mình xuôi tay theo không có phấn đấu được, thì lâu ngày á là cái thói quen về hung trầm và thủy biên nó đến quật mình. Và đến quật mình thì mình biết rằng rất khó để có những tiến bộ. Hoài nghi cũng vậy. Hoài nghi rất là một cái việc mà khiến cho tâm con người mất đi cái sức mạnh của đức tin, mất đi sức mạnh của sự tinh tấn, mất đi cái sự quyết đoán. Chúng ta để ý thấy trong cuộc sống có những người làm việc đó, họ luôn luôn trù trừng. Đi ăn á, thì cũng biết chọn món gì, đi học thì cũng biết chọn môn gì, đi làm không biết chọn nghề gì, và luôn luôn cái sự trù trừ nó trở ngại cho cuộc sống. Một người có khả năng quyết đoán, có thể là mình không có phải là mình không phải là người tri, tức là biết được tất cả, nhưng mà không có nghĩa là mình không biết được tất cả thì mình cứ ngồi đó mình trù trừ hoài. Nhà bác học Albert Einstein có nói một câu mà rất là khích lệ chúng ta, đó là ở trong 100 lần mà suy nghĩ thì tìm ra một cái đáp án cho vấn đề gì sẽ 99 lần là sai, một lần là đúng. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là vì sai quá nhiều lần mà chúng ta sợ chúng ta không làm. Cái trong cuộc sống mà với những người mà họ làm, giờ quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút. Dạ. Dạ, dạ, dạ sư cô, dạ. Dạ. Dạ được, tức là ba sư cô đến phải không? Dạ được sư cô, dạ được, dạ được, dạ. Dạ được sư cô, dạ được, dạ dạ, dạ vâng. Dạ được, dạ vâng, dạ được, dạ được, dạ, dạ, dạ vâng, dạ vâng, dạ, dạ sư cô. Xin lỗi quý vị Phật tử, thì quý vị cái sự lưỡng lự phân vân trong đời sống đó, chúng ta thấy nó rất là bình thường, nó không có chuyện gì ác và xấu hết. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn lại trong cuộc sống đó, là đối với tất cả những người trong lĩnh vực nghiên cứu hay là làm ăn, và chúng tôi nói thẳng là trong việc tu tập cũng vậy, chính cái sự quyết đoán, cái sự dám làm, dám bắt tay vào việc, và đặc biệt là dám chấp nhận sự thất bại, nó là một trong những cái chìa khóa quan trọng của sự thành công. Chúng tôi chưa thấy ai trong cuộc sống mà không dám làm, nhất là những người quá sợ sự thất bại, những người quá ngần ngại, lúc nào cũng từ ngần ngại cho đến ngại ngần, lưỡng lự phân vân, tính tới tính lui, tôi nói tính già khóa non á, mà thành công được. Dạ. Những người mà sống mà có thành tựu, thành tựu trong học, ở trong sự hành, ở trong cái sự thăng tiến về bất cứ phương diện gì, thì họ đều có cái một cái máu hay là có một cái thái độ giống nhau trong cuộc sống là dám quyết định. Dạ, dám quyết định. Mình không nói rằng cái người đó quyết định được bừa bãi, mình không nói về sự liều lĩnh,
mình không nói về cái chuyện mà biết không sự sống, mình không nói như vậy. Nhưng mà có một điều rằng con người mình nói như ông Long Ngữ Đường là trời thì có, trời đất có xuân, có hạ, có thu đông. Con người thì có lúc suy tư, nhưng phải có lúc hành động. Suốt cả cuộc đời chỉ ngồi đó mà cứ lưỡng lự, không biết làm chuyện gì, và không thể cho phép mình bắt tay vào việc. Mình khởi đầu của hành trình là gì? Là từ cái bước đầu tiên, mà mình không chịu bước đi bước đầu tiên, không chịu bắt tay vào việc để làm chuyện gì hết. Thật ra ở đây khi mà chúng ta nói về hoài nghi đó, đó là một thứ mà nó mãi mãi giữ chúng ta ở bên ngoài cái ngưỡng cửa, mà nó không cho phép chúng ta bước vào. Thật ra thì đa số các công việc đó, đa số các công việc đó thì nó nên được bắt đầu. Chúng tôi lấy ví dụ như quý vị, như cái chuyện mà lớp Phật Pháp của chúng ta đây đây. Chúng tôi thưa quý vị, nó không phải là chuyện đơn giản đâu. Ngay cả cái chuyện nghĩ rằng mình học Trung Bộ Kinh, học Phật Pháp mà đem Trung Bộ Kinh mà giảng ở trên Internet, thật ra với đa số các vị giảng sư thì ai cũng đặt câu hỏi không biết là có làm được hay không. Bởi vì tìm giảng sư đã khó rồi, tìm Phật tử học cũng đã khó rồi, chịu theo đuổi từ ngày này qua ngày khác đã khó. Nhưng mà khi mà chúng ta làm việc thì chúng ta phải nói rằng cứ làm đi. Và cứ làm đi. Ban đầu có vài người, sau đó có thêm người. Ban đầu có vị giảng sư, sau đó thêm vị giảng sư. Và sau đó, ban đầu bài đó khó nuốt, nhưng mà chúng ta làm sao cho dễ nuốt. Và chúng ta làm từ từ làm được. Chúng ta phải có niềm tin. Và cái niềm tin đó nó phải bắt đầu từ thái độ là dám bắt tay vào việc, dám làm. Còn ngồi đó mà gọi là làm thầy bàn bàn mua bàn ra lại, mà chỉ bắt tay vào việc thì chúng ta làm gì hết. Ở trong cuộc sống làm đó, chúng ta nhớ Albert Einstein, một trong những bộ của thế giới khoa học đã từng ở trong 100 lần suy nghĩ thì 99 lần là lập lệnh, một lần đúng thôi. Nhưng mà trong cuộc sống mà có vài lần đúng trong sự suy nghĩ thôi, nó cũng là điều đáng cho chúng ta suy nghĩ lắm. Chứ phải là mình năng năm thua là 50% thành công, 5 lần thất bại mới làm. Mình không làm gì vậy. Cứ bắt tay, không sang tay áo lên, không nhập cuộc thì chúng ta sẽ không giữ bước tới. Thành ra đối với người tu tập là sự quyết đoán, thái độ người thắng giải, đúng là từ ngữ thắng giải, hay là dám suy nghĩ, dám quyết định, nó cũng quan trọng như là những người sống làm ăn ở bên ngoài bất cứ lĩnh vực nào. Chúng tôi xin kết thúc bài phần nói về hai cái thuộc tính, hai cái nhóm hôn phần và nghi phần, nhập lại là thuộc tính hôn trầm thủy miên và hoài nghi ở đây. Bây giờ thì quý Phật tử hoan hỷ chờ chúng tôi một chút. Mà trường tòa tiểu siêu thường tòa có ở trước máy không? Nếu trường tòa tiểu siêu đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh trường tòa hoan hỷ tiếp theo bài giảng ngày hôm nay. Một lần nữa xin được hỏi trường tòa tiểu siêu thường tòa có nghe được không? Để quý vị chờ chúng tôi một chút. Có lẽ trường tòa tiểu siêu không có mặt ở trước máy, thưa quý vị. Để nhờ sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Nếu sư Nguyên Thông đang ở trước máy, xin sư Nguyên Thông hoan hỷ nói cho vài lời trong lúc soạn các câu trắc nghiệm sư Nguyên Thông mới. Dạ, giờ thỉnh sư Nguyên Thông. Sư Nguyên Thông hoan hỷ nói một ít về sự hoài nghi ở trong tinh thần khoa học và so với Phật học. Thỉnh sư Nguyên Thông. Dạ, sorry. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Nguyên Thông, con tuân lĩnh sư phụ Giác Đẳng nói về cái tầm quan trọng của hoài nghi trong khoa học và trong Phật học. Kính thưa sư phụ và đạo tràng, trong thế giới của khoa học đó, hoài nghi thì nó đưa đến những cái điều tốt và những điều mà không tốt. Là hoài nghi, tức là người ta không rõ cái điều đó như thế nào, và vì vậy cho nên người ta phải trải qua cái thí nghiệm. Vì vậy cho nên là cái sự mà thí nghiệm đó
là đã đưa đến cho chúng ta có một cái sự hiểu biết xác thực. Thí dụ như ông Newton, khi mà ông nhìn thấy cái trái táo rơi xuống đất thì ông nói, ủa cái trái táo ở trên cây mà tự nhiên nó rơi xuống đất. Và ông suy nghĩ, sau khi ông suy nghĩ rồi ông mới tìm ra cái lý do là có cái gọi là Poincaré, là cái trọng lực của cái vật thể nó có tỷ trọng, là bởi vì nó, sao ông suy nghĩ ra vì có cái sức hút của trái đất. Mà thí dụ như ở trong tầm mức nào đó thì cái sức hút của trái đất nó có thể tác dụng vào cái đồ vật, nhưng mà khi một cái đồ vật đó nó xa trái đất một khoảng nào đó thì cái tầm ảnh hưởng của cái sức hút của trái đất nó không còn nữa, thì con cái vật đó nó lơ lửng trong không gian. Bởi vì vậy cho nên là do cái sự mà hoài nghi, không hiểu, và của người ta đã đưa làm những cái thí nghiệm, và do cái sự thí nghiệm của cái hoài nghi của sự vật mà tại sao một cái vật đó mà nó rớt xuống trái đất. À, cũng vậy, khi mà ông Archimedes thì ổng vô tắm cái phòng cái buồng tắm đó, mà lúc đó ổng nước đổ nước đầy, và khi ổng nhào vô buồng tắm cái bên nho, tức là cái nồi mà là bỏ nước đầy vô, ổng dạo vô thì tự nhiên ổng thấy nước ra ngoài, thì đó ổng mới tìm ra cái sức đẩy của cái nước. Cho nên một con người mà có óc quan sát đó, ông thấy người ta nhìn thấy một sự kiện vậy, người ta mới đem ra phân nghiên cứu nhiều lần để tìm ra cái lý do tại sao khi mình vào cái bên nho thì nước nó chảy ra ngoài. Tại vì có những cái thể tích của con người và cái thể tích ở trong cái bên nho đó, mà hai cái đó nó quá đi thì cái bên nho nó không thể nào nó chứa đựng cái nước trong đó, cho nên nó phải chạy ra ngoài. Và nhờ vậy người ta mới làm ra được cái những con tàu, con thuyền như thế nào để so, để mà chở cái sức nặng đó, mà cái tàu nó không chìm, mà cái tàu nó có thể chở được bao nhiêu. Rồi tất cả những cái sự hiểu biết đó ở về cái hoài nghi, không biết vì sao, và do đó người ta đã tìm ra cái định lý để mà sử dụng trong cái khoa học. Vì trong Phật Pháp cũng vậy, kính thưa sư phụ và đạo tràng, chúng ta là những người chúng sanh vô minh. Hãy nói chúng sanh tức là chưa có phải là cái người bậc thánh. Bậc thánh từ sơ quả cho đến tứ quả là Tu Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm là A La Hán. Còn chúng ta là người, chỉ là một người học những điều chân lý mà Thế Tôn đã chứng nghiệm và truyền lại cho chúng ta. Dù chúng ta chưa có chứng quả, nhưng mà những lời của Ngài dạy thì chúng ta noi theo đó để mà học tập. Vì vậy cho nên những điều mà chúng ta không biết thì chúng ta hoài nghi, và khi hoài nghi chúng ta suy nghĩ để tìm cái lý do, tựa vào lời giảng dạy của Đức Phật mà để chúng ta lần lần thấy được ra chân lý. Cuộc đời của chúng ta thì phải nói rằng chúng ta là một học trò, mà tiếng Anh nó gọi là lifelong learner. Chúng ta là một người học trò, mà người học trò đó mãi mãi là người học trò. Tại vì trong thế gian này chúng ta được bao phủ bởi những sự vật, những cái điều kiện mà chúng ta không có biết hết. Và nhờ chúng ta có một cái tinh thần học hỏi thì chúng ta khám phá ra những cái bí mật của sự tác động của những cái vật đó với nhau, và nhờ vậy thì chúng ta mới có cái sự hiểu biết, và để áp dụng cái sự hiểu biết đó trong cuộc sống ta thì chúng ta sẽ tránh được những cái điều mà chúng ta không biết. Vì vậy cho nên là con người chúng ta là một con người phải nên học hỏi. Một người mà không học hỏi thì cái người đó cái kiến thức nó được bị giới hạn đi, mà ngược lại một người thấy những cái điều gì xung quanh chúng ta mà chúng ta không biết thì chúng phải tìm hiểu để mà nới rộng cái hiểu biết của chúng ta, và nhờ vậy thì chúng ta sẽ bớt đi gặp những cái sự phiền toái trong thế gian này, và nhờ vậy là chúng ta sẽ có những cái thái độ mà có thể nói là từ bi, thương người,
là bởi vì khi mà chúng ta không biết những điều gì thì chúng ta gặp phải rất nhiều cái khó khăn. Và qua cái process là chúng ta tìm hiểu, học hỏi thì chúng ta mới khám phá ra những cái bí mật của cái vũ trụ. Và nhờ vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng có những người mà biết và có những người không biết, thì chúng ta sẽ có cái sự độ lượng cho những người mà không có cái sự hiểu biết, để mà chúng ta sẽ không là một cái có cái thái độ khinh khi người khác, mà là phải hiểu biết, chúng ta có thái độ thông cảm người khác, thì đó là cái sự tu học của chúng ta, giúp cho chúng ta có một cái thái độ đúng đắn ở trên trần gian này, mà sẽ được mọi người thương mến. Vì vậy cho nên kính thưa chư vị, cái điều mà chúng ta phải học là tự xét mình và có những thái độ kính trọng và thương yêu tất cả mọi người trên thế gian này. Và chúng ta là một trong một phần của con người, tức là chúng ta có những cái điều mà tất cả những người chúng sanh giống hệt nhau, có đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân ý và có đầy đủ những cái khả năng. Và may mắn cho những người trong cái chuỗi dài sinh tử luân hồi đó thì có gặp được nhiều cái hoàn cảnh thuận tiện để mà học hỏi, thì do đó có thể chúng ta thu xúc nhiều người, nhưng mà chúng ta cũng có thể mà biết được những điều mà những người khác không biết. Kính thưa sư phụ và kính thưa đạo tràng, do những cái câu hỏi mà cái sư phụ dắt đẳng để đặt ra đó, là cái hoài nghi của chúng ta, của tất cả chúng ta đối với lĩnh vực khoa học và đối với là Phật pháp nó như thế nào, thì đó là những điều mà con nhận thấy và xin trình bày. Vì vẫn là một cái chúng sanh vô minh cho nên những sự trình bày của con không có thể nói là đúng, có thể là đúng thì có thể là sai. Nhờ vậy trên con cũng xin cung thỉnh sư phụ, khi mà làm xong thì có thể trở lại để mà soi sáng cái đề tài này. Con thấy là có thể là nó có cái ý nghĩa sâu sắc, có thể giúp ích cho chúng ta sống trong trần gian này một cách là tốt đẹp hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mic. Sa thủ cái trình sư Nguyễn Thông. Bạch thượng tọa, thời siêu thượng tọa có mặt ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa thời siêu nghe được sư, thỉnh thượng tọa hoan hỷ giảng cho bài học ngày hôm nay, hoặc giả là trả lời cho câu thảo luận một. Thượng tọa có thể giảng bất cứ điều gì như thường lệ. Mỗi lần chúng ta có lớp thắng pháp thì sư đệ giảng một phần, sư huynh cũng sẽ giảng một phần, kính cung thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy. Đức Phật kính lễ giáo pháp. Kính lễ chư thịnh vật Đức Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Ta nói đến cái thứ truyền cái gọi là hung thủy
hôn thủy cái, tức là cái trạng thái giả dự buồn cũ. Ở đây có cái sự suy nghĩ, nhận xét khác biệt giữa cái đời thường và Phật học. Ở đời thường thì người ta cũng vẫn có cái gọi là đạo đức của con người, nhưng mà khi họ nói đến đạo đức của con người đó, thì một người sống lương thiện không có gây rối xã hội, không có làm khổ người khác, không có sát phạt người khác, thời như vậy được gọi là lương thiện. Nhưng đối với người thường, đời thường thì họ cho rằng là trạng thái mệt mỏi, quấy quậy, là một dấu hiệu cho biết cái đồng hồ sinh học nó cần có sự nghỉ ngơi. Thương giãn để các cái hệ thần kinh nó trở lại bình thường mới khỏe được. Người đời họ không cho rằng cái trạng thái mệt mỏi cần nghỉ ngơi của thân đó là một thứ phiền não, họ không cho rằng là một bất thiện pháp. Trong khi đó thì đối với Phật pháp cái trạng thái cơ thể cần nghỉ ngơi là một chuyện, bởi vì các vị A-la-hán các ngài cũng có nghỉ ngơi, nhưng mà cái sự nghỉ ngơi là ngưng cái sự sinh hoạt của tâm khách quan. Bằng chánh niệm các ngài luôn luôn ghi nhận được cái trạng thái tâm
và cái sự mệt mỏi của thân. Phạm phu vẫn có thể làm được việc đó để cho thân được nghỉ ngơi, mất đi cái sự uể oải mệt mỏi. Nhưng mà phàm phu của chúng ta thì thường là khi cái thân mệt mỏi nó kéo theo đó đi song song với cái trạng thái được gọi là thiền na, uể oải và mít thá là buồn ngủ. Hai cái thứ này chúng ta tách rời ra. Cái trạng thái nghỉ ngơi để thân không có bị quá sức thì đó là một trạng thái khác theo vào phòng. Còn khi mà tâm bị giả dự buồn ngủ, đó là một trạng thái khác không thể nhập complete được. Và Phật giáo luôn luôn dạy rằng cái thái độ, cái trạng thái hôn trầm thị miên đó là những cái chướng ngại của cái sự phát triển tinh thần, phát triển thiền định. Bởi vì cái trạng thái hôn trầm thị nát mất khác được ví dụ như là một cái thứ nước ở trong ao tù đọng lại, nó đóng rông, và nó không có chuyển động, nó không có chảy đều. Thì như vậy cái nước ao tù đó, nước đậm đó, nó không có sạch sẽ và không có trong, không có trong sáng. Lại nữa, các vị thí dụ cái trạng thái mà hôn trầm thì miên nó làm cho tâm bị trở nên thụ động tiêu cực, co rút, giống như là cái chiếc lông gà hay lông chim mà ở gần lửa nóng sắp cháy thì bắt đầu nó co rút lại. Hoặc chúng ta ví dụ theo bây giờ thì giống như là cái đồ bằng nhựa hay là bằng ni lông mà nó bị cái nhiệt độ nóng làm cho cái nhựa đó và ni lông đó nó co rút, cái trạng thái của tâm này bị hôn trầm thì chi phối thì nó co rút vậy.
Mà nếu như một người tu tập mà cái trạng thái tâm nó bị co rút như thế, nó thụ động như thế, thì sẽ không định tâm được, sẽ không có sáng suốt minh mẫn được. Cho nên ở đây chúng ta có hai cái sự lựa chọn. Một là chúng ta lựa chọn một trạng thái tâm tỉnh táo, linh hoạt, mặc dù lúc đó có thể là chúng ta đang nghỉ ngơi, nhưng mà tâm vẫn tỉnh táo, vẫn linh hoạt. Còn hai là chúng ta chiều theo cái sự mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi bằng cái sự quể quải và buồn ngủ. Thì thưa quý vị, mặc dù quể quải, buồn ngủ nó không phải là một cái thứ tội lỗi, vì nó không có làm hại người, nhưng mà cái đó là một trạng thái để làm hại mình. Cái gì đó trầm, nó bị trầm, trầm tích, nó sẽ bị đông rơm, nó sẽ bị suy sụp. Cái trạng thái tâm quý vị khi mà nó bị chìm xuống, bị trùng xuống, thì lúc đó bao nhiêu cái pháp tịnh hảo của tâm tịnh hảo, tâm thiện chúng ta, nó không có khơi dậy được, nó không có phát huy được. Vì vậy chúng ta phải lựa chọn. Nói thì nó dễ, nhưng mà làm thì nó khó thú vị. Chỉ khi nào mà chúng ta thật sự trú vào trong cái thiện pháp, trở thành cái thường cử y duyên, thì lúc bây giờ chúng ta mới tỉnh được. Đừng nói chi chúng ta là kẻ phàm phu, ngay như một bậc tu đồ quần, vị thánh hữu học như là tôn giả Mốt Ca La Đát, ngay trong tuần lễ đầu sau khi xuất gia, mặc dù là một vị sơ quả tu đồ quần, nhưng mà trong lúc tôn giả Mốt Ca La Đát hành thiền mình vẫn bị một cái trạng thái gọi là hôn trầm, nó quật ngã, làm cho ngài phải ngục lên ngục xuống và không thể nào phát triển thiền định được. Lúc đó Đức Phật ngài ở tại quê Lô Cốt Ná, ngài biết rõ
cái trạng thái chướng ngại này của tỳ kheo Múc Ca La Na. Ngài liền xuất hiện trên núi Vichakuta tại cái hang động của tôn giả Múc Ca La Na đang hành thiền. Và Đức Thế Tôn Ngài dạy cho tôn giả Múc Ca La Na cái phương cách để dẹp trừ cái sự hôn trầm thủy miên, như là mở mắt ra nhìn thẳng về phía trước, hay là nhìn ngó sao trời, hoặc là thay đổi quay ghi, hoặc là xoa tay xoa chân xoa mặt, hoặc là tìm cái chỗ ánh sáng tránh cái bóng tối, vân vân. Đức Phật còn dạy những cái phương pháp đó. Thì khi mà tôn giả Mahamúc Ca La Na Ngài áp dụng và thực hành như vậy thì Ngài mới chế ngự được cái sự hung trầm, và tâm trở nên tỉnh táo. Lúc đó Ngài mới thiền định đắc được quả vị A-la-hán với lục thông. Thì thú vị, Ngài Mahamúc Ca La Na là một vị đã chứng được đạo quả tu đà quần khi còn là người cư sĩ. Lúc mà Ngài Xá Lợi Phất là còn là du sĩ Upatissá, sau khi nghe tôn giả Asatthi thuyết lời bài kệ tóm lược về nội dung lời dạy của Đức Phật, thì du sĩ Upatissá đã đắc được sơ quả tu đồng quần, liền đi tìm người bạn thân của mình là Kulita, tức là Ngài Mahamúc Ca La Na, và thuật lại, thuyết lại cho nghe cái bài kệ đó. Và nghe xong thì du sĩ Khô Đi Tát cũng chứng được quả tu đà quần. Thế rồi hai người bạn thân này đã rủ thêm 250 người đồng môn Sanjaya để cùng đi đến Đức Phật và xin xuất gia. Thì qua đó chúng ta thấy rằng là một vị tu đà quần như là Mahamúc Ca La Na lúc đầu đã là như vậy mà cũng không khống chế nổi cái trạng thái hôn trầm thị miên. Cho nên bản thân chúng ta là những người phàm phu, cái chuyện đó nó khó chứ không phải là chuyện dễ. Bởi vậy chúng ta đừng bao giờ xem thường những cái thứ phiền não đó. Và có một số người họ cũng cho rằng là cái việc ăn, cái việc ngủ là cái nhu cầu cần thiết của cái cơ thể. Không gây tổn hại cho người khác thì như vậy làm sao có cái quả báo xấu được. Thì thưa quý vị, thực ra thì
Nếu mà nói đến cái hậu quả xấu đó, thì chúng ta có hai: một là dị thời nghiệp duyên, hai là thường cận ý duyên. Đời này kiếp này mình cứ giả dự buồn ngủ biến nhát, cái chi pháp không trầm thị miên đó, là cái gốc của cái trạng thái gọi là biến nhát, kusita. Với cái thường cận ý duyên, cái tập quán, cái thói quen mà mình vừa ngủ giả dự, lâu ngày nó trở thành một cái thói quen, nó ảnh hưởng đến đời sau. Một lần Đức Phật đang thuyết pháp, trong đó những người ngồi nghe pháp, có người thì không có chú ý nghe mà chỉ ngó mông trên trời để nhìn những cái vì sao trời, bởi vì họ nghe pháp buổi chiều tối. Còn có người thì cái tay của họ tái máy, cái người gạch vẽ trên mặt đất. Có người thì ngồi đó với trạng thái quể quại, ngáp lên ngáp xuống và ngủ gục. Chỉ có một vài người là họ ngồi trong cái trạng thái điềm tĩnh, im lặng, yên lặng nhưng mà điềm tĩnh. Thì lúc đó tôn giả Ananda, ngài thấy như vậy, sau khi họ ra về thì tôn giả mới hỏi Đức Phật. Thì Đức Phật này cho biết rằng do cái thường cận ý duyên nó ảnh hưởng đến cái ảnh hưởng cho cái đời sống quá khứ. Người mà ngồi nghe pháp nhưng mà tâm của họ cứ bị có mông trên trời không đó, trên bầu trời, thì người đó ảnh hưởng từ quá khứ. Họ là người xem thiên văn, là những vị sa môn, là những vị bà la môn xem thiên văn để đoán điềm. Cho nên bây giờ còn ảnh hưởng cái thường cận ý duyên đó. Có người họ còn nghe pháp mà tay của họ cứ móc móc ở trên mặt đất, lúc đó chỉ là cái nền đất thôi thưa quý vị. Hồi xưa không có phải trên cái nền gạch. Đức Phật ngài ngồi ở ngoài trời, ở dưới gốc cây thì họ xuống họ ngồi nghe pháp. Thì cái thường cận ý duyên của người này là do trong đời quá khứ sanh là cái loại côn trùng thích bò, thích bơi đất mà lủi vào trong đó, nó ẩn nấp. Và Đức Phật giải thích về cái người mà ngồi nghe pháp ngủ gục đó, để người đó trong đời quá khứ họ đã từng sanh làm cái loài rắn thích chui rút vào trong hốc tối, nằm yên bất động. Thì do cái thường cận ý duyên, chỉ có cái người mà trong đời quá khứ họ đã từng tu chứng thiền sanh được quả phẩm thiên, cái thường cận ý duyên đời này tâm của họ lúc nào cũng tỉnh táo. Thì như vậy ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng nếu chúng ta
biết được mình có cái bệnh hung trầm thị bi, tức là giả dự buồn ngủ. Thì phải lập tức chúng ta khống chế chế ngự đó đi, bởi vì mặc dù nó không có làm gây nên cái tội ác gì, làm phương hại đến chúng sanh khác, nhưng mà nó làm ảnh hưởng cái tinh thần, cái tâm trí của mình do cái thường cận ý duyên. Cái đó cũng là cái hậu quả xấu. Còn nói về vị thời nghiệp duyên đó thưa quý vị, thì cái hôn trầm thị miên đó nó tương ưng với tâm tham hữu trợ và tâm sân hữu trợ. Mà hễ hai cái trạng thái này, hai cái thuộc tánh hữu trợ tùy mi này, và nó đồng sanh với sân, gọi là đồng sanh với tha, với si, thì như vậy cái hậu quả trong tương lai người đó có một cái đời sống không có được giải bén linh hoạt, và luôn luôn lúc nào cũng bị cái tình trạng thì đó là một cái quả, cái hậu quả của cái người mà bị hôn trầm thị miên chi phối. Trong pháp quốc kinh Đức Phật dạy rằng người sống nhìn tỉnh tướng không phòng hộ các căn, biến giác chẳng tinh cần, thiếu đức tin, người ấy bị ma uy hiếp. Ma đây tức là phiền não, thì nó ma bị ma uy hiếp như gió lai kỳ yếu, cây lao cây sậy nó yếu ớt, mà gió thổi thì làm cho nó ngã rạp xuống. Thì như vậy đó, chúng ta cần phải hiểu rằng mặc dù hai cái trạng thái hôn trầm thị miên nó không có gây tổn hại cho bất cứ ai, nhưng mà cái sự ham ăn mê ngủ đó sẽ làm tổn hại cho chính bản thân mình. Đây là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị, và do vì tuổi thọ giới đẳng cho phép là muốn nói gì thì nói, nó không có theo các cái câu thảo luận, thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị cũng chung quanh cái ý nghĩa của ba cái, của hai cái thuộc tính hôn phần. Và trong bài học ngày hôm nay thì tôi cho rằng vừa giảng, bây giờ chúng tôi xin dứt lời ở đây, kính tỉnh thượng đọa chất đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính trình thượng đọa tiểu siêu. Cũng rất là tình cờ là thượng đọa đã giảng luôn câu thảo luận số 2 cũng như số 1, số 2. Bây giờ xin được nêu câu thảo luận số 3 đó. Bởi thượng đọa tiểu siêu, chúng ta biết rằng hôn trầm và tùy miên là hai thuộc tánh chỉ đi với năm tâm bất thiện hữu trợ, tức là
hai tâm, bốn tâm tham hữu trợ và tâm sân hữu trợ, thì mình biết rằng hôn phận và thủy miên luôn luôn đi với tâm hữu trợ. Nhưng mà những tâm hữu trợ thì có nhất thiết luôn luôn phải có hôn trầm thủy miên không? Kính thỉnh chứng tỏ khoảng kỳ trời. Và nếu không phải thì lý do tại sao? Kính thỉnh chứng tỏ. Quý vị có nghe chúng tôi nói chưa? Hai cái tâm sở hôn trầm thủy miên nó thuộc về tâm sở bất định, nhưng mà nó đi chung. Bất định là vì mặc dù nói rằng hai cái tâm sở này nó tương ương với cái tâm bất thiện hỗ trợ, như là bốn tâm tham hỗ trợ và tâm sân hỗ trợ, nhưng mà bất định có nghĩa là có khi tâm bất thiện hỗ trợ sanh lên vẫn không có hôn trầm thị miên, bởi vì không thể có một cái thứ tâm mà trong đó chỉ có là cái tâm hôn trầm thị miên. Chúng ta nói cái tâm hôn trầm, cái tâm thiện miên, nhưng mà thực tế thì chỉ là nó đi kèm với cái tâm tham hỗ trợ, hay là nó đồng hành với cái tâm sân hỗ trợ thôi. Có thể có hay có thể không, cho nên hai cái thuộc tánh hôn trầm thị miên này, nếu tương ưng với tâm thì luôn luôn đi với các tâm bất thiện hỗ trợ. Nhưng mà cái tâm bất thiện hỗ trợ thì không nhất thiết phải có hôn trầm thị miên. Lý do tại sao? Là tại vì cái sự hỗ trợ sát sanh khai cát, tức là cái tâm nó sinh khởi có điều kiện thúc đẩy, có điều kiện thúc đẩy như một người do vì cái luân lý đạo đức vân vân, cho nên họ
không có khởi lên cái tâm tham một cách mãnh liệt nhanh chóng, hay là khởi lên tâm sân một cách mãnh liệt nhanh chóng. Nhưng mà vì cảnh tác động nhiều lần, cảnh hấp dẫn tác động nhiều lần, hoặc là nghịch cảnh tác động nhiều lần, cho nên tâm tham và tâm sân nó sanh khởi. Thì như vậy tâm tham sân sanh khởi trong trường hợp này thì gọi là cái tâm hữu trợ. Nhưng mà ngay trong lúc đó hữu trợ là vì cảnh ở bên ngoài tác động nhiều lần, tâm nó mới sanh lên được. Thì cái trạng thái này không có hôn tập thiện niệm. Nhưng nếu chỉ có cái trường hợp là, nhưng nếu mà họ khởi đơn cái tâm tham hay là tâm sân với cái trạng thái đang quể quải, đang buồn ngủ, gọi là cái tâm tham hữu trợ hay tâm sân hữu trợ, nó có hôn trầm và thủy miên. Nói tóm lại là hôn trầm thủy miên nếu có sanh khởi tương ưng thì nó tương ưng với tâm bất thiện hữu trợ. Nhưng mà tâm bất thiện hữu trợ thì không nhất thiết phải có hôn trầm thủy miên, bởi vì có những lúc tâm bất thiện hỗ trợ như tham hỗ trợ và người đó vẫn có sự tỉnh táo, có nghĩa là không có sự quế quại, không có buồn ngủ, không có cái sự lười biếng. Nhưng mà chỉ vì cảnh đến nó tác động nhiều lần vậy thôi. Chứ tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa giáo đẳng ngồi thảo luận số 3. Sa thú kính thưa thượng tọa tuệ siêu, bất thượng tọa tuệ siêu, nhưng thượng tọa còn ở trước máy, thượng tọa có giúp trả lời một câu nữa thôi. Sau thỉnh thượng tọa đi nghỉ. Bất thượng tọa tuệ siêu, tại sao chúng ta có thuộc tính cần? Nhưng mà chúng ta không có thuộc tính lười biếng. Và sự biếng nhác có phải là một phần của cái thuộc tính hôn trầm thủy miên hay không? Một người lười biếng có nhất thiết là đó là một thể hiện của hôn trầm thủy miên, hay là lười biếng có thể là một chuyện khác? Xin kính thỉnh thượng tọa quan điểm trở lại. Kính bạch chư tăng kính thưa, cần là một cái sức mạnh, là một cái năng động, một cái trạng thái năng động. Cho nên cần phải có, nếu muốn tinh tấn thì cái sự tinh tấn nỗ lực đó nó phải có cái sự, cái tâm sở cần, cái thuộc tánh cần. Còn nói đến cái sự lười biếng thì nó không có riêng. Là tại sao bây giờ một chiếc xe hay là một cái máy, một cái động cơ mà muốn cho động cơ đó nó được hoạt động một cách trơn tru thì phải có cái dầu nhờ hay là dầu nhớt hoặc là mỡ bò
bôi trơn. Còn khi mà một cái động cơ đó mà nó bị tê liệt, nó không có hoạt động trung thu, thì cái này không cần phải bôi cái thứ dầu nào làm cho nó rít, không cần, chỉ cần là thiếu cái chất nhờn thì tự nhiên là động cơ đó nó bị kẹt lại, hay là nó bị chậm lại cái trạng thái tinh tấn và lười biếng của mình. Nếu muốn siêng năng là phải có tinh tấn, thuần tấn cần để làm cho tâm năng động linh động. Nhưng mà thấy lười biếng đó thì chỉ cần thiếu cái yếu tố cần, thiếu yếu tố năng động linh động thì tự nhiên là nó sẽ bị muộn lược. Cho nên khỏi không cần phải có cái sở hữu lười biếng, cái tâm sở lười biếng, có cái tâm sở cần là đủ rồi. Còn cái vấn đề mà hôn trầm thị miên đó, nó làm cho cái người trở nên lười biếng là tại vì khi mà cái sự tinh tấn linh hoạt là nhờ có cái tâm sở cần, còn nếu như thiếu cái tâm sở cần hoặc là nó không đủ mạnh lúc bây giờ, nó cộng thêm cái sự quấy quải nữa thì thành ra cái sự lười biếng thôi chứ không có gì hết. Về điểm này, khi nào mà chúng ta tự mình có cái trạng thái quấy quải lười biếng, lúc đó là chúng ta biết là tâm nó đang bị vướng cái gì, thiếu cái gì mà nó bị cái trạng thái lười biếng, tự khắc là chúng ta sẽ biết. Và cũng nói thêm rằng là hôn trầm thị miên thì đó là cái tố chất để tạo ra cái sự biến giác. Nhưng mà một người mà lười biếng thì cũng chưa hẳn là một biểu hiện của hôn trầm thị miên. Là bởi vì thí dụ như một người, những người con ở trong nhà, trong gia đình, nó không có chịu làm lụng để giúp đỡ cho cha mẹ, nó chỉ biết nằm đó chơi hoặc là coi phim v.v. chơi game hoặc là coi phim, xem phim, thì rõ ràng là lúc mình ở chơi game hay xem phim, lúc đó nó đâu có hôn trầm thị miên. Nhưng mà cái thái độ của nó là đã thiếu trách nhiệm và nó không muốn làm
Thì như vậy gọi là vinh nhanh Kusita, cái trạng thái mình. Cho nên trong cái câu Phật cô Pháp Cú, khi nãy mà chúng tôi dẫn chứng thì thưa quý vị, bí nhát chẳng tinh cần, mà quyền hiếp gãy như gió là kỳ yếu. Thì ở đây trong câu đó Đức Phật Ngài không có nói đến cái chuyện mà cái tâm bị hôn trầm thị miên, mà chỉ nói là một người mà tu tập nhìn cái tịnh tướng, tức là nhìn cái gì cũng là lạc quan, cũng thấy cái đẹp, cho rằng là đẹp. Không thu thúc các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biến nhát chẳng tinh cần. Thì rõ ràng là ở đây người này họ vẫn tỉnh tù, không có bị buồn ngủ, không có bị giả dự, nhưng mà tại vì họ không có cái sự năng động vậy thôi. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giáo Đoàn về Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính trực cho Thầy Sư. Bây giờ Thầy Thượng Tọa đi nghỉ. Và chi công đức, thưa quý Phật tử, chúng ta đã kết thúc bài học về năm nguyện nhóm thuộc thánh bất thiện. Và bây giờ thì chủ nhật này thì chúng ta sẽ bước qua về thuộc thánh tịnh thảo, là một cái phần rất là thú vị mà chúng ta khi học về cho chúng ta biết thêm một số về thuộc thánh. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Bồ Đà Rama. Kính triền chư tăng trở vào rung để thức giả và đỉnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớt, sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, dạ Nhật Bình kính cảm ơn tất cả quý vị đã cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Yeah.
thiện thiện quá ban tròn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận cho hòa pháp luân thường chuyển nhà nhà an thương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn.